Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Dạ các bạn, thì mình có một cái dự án ấp ủ lâu rồi mà chưa có cái cơ hội để thực hiện một cách hoàn chỉnh á. Thì nhân mình có mượn được một cái tay quay như thế này đó, mình đã thiết lập lại nó để có thể kết nối với Mac 3 thông qua cổng USB. Thì cổng USB này là nó là một cái cổng USB cho rẽ size 32, và cái tay quay này mình đã mod lại để nó có thể giao tiếp và cái modbus, cái chuẩn modbus của Mac 3. Thì cái tay quay này mình đã được làm lại rồi. Cái cộng này là cộng dây USB. Thì bên trong nó có cái gì? Bên trong nó có một cái mặt Arduino Nano. Mình có dây tặng vô để mình test thôi. Cái nhỏ lồng hồng đó. Thì ngoại hình nó là như vậy. Quay đó. Cái bộ này thì mặc định của nó chỉ có XYZ X100X, mà mình đã mod nó lại chút xíu đó. Thì để mình show trên Mac 3 một cái. Đây là cái config modbus của mình đó. Thì cái tay quay nó sẽ truyền vô trong Mac 3 3 tham số MBG, Cloud, Asus Select và Mod Select. Ok, mình sẽ sử dụng mấy cái tham số được truyền vào thông qua một cái brand. Thông qua brand thì các bạn để ý trên màn hình, thì khi mà mình xoay mấy cái núm xoay này thì các cái biến dân kia nó cũng sẽ nhảy theo đó. Chọn chụp X nè, chọn chụp Y nè, chọn chụp Z nè, A nè, B nè đó. Rồi bước nhảy nè. À. 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 Ok. Thì bây giờ mình sẽ quay thử. Ví dụ như đang chọn chụp X nè. Chế độ này là quay theo tốc độ mà nó không chính xác được, khi mà quay là nó chạy, khi động nó quay nó sẽ chạy lại, nó quay là nó sẽ chạy lại.
thì là mình ngồi mình sẽ ngồi ok tạm thời mình sẽ giới thiệu tới đây. Vài hôm nữa thì mình sẽ làm cái clip nó cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.